dữ lắm á. Ai đánh bà là bảnh lợi chứ bà không có đứng yên đâu. Đứng lại đứng yên chồng đánh. Chồng quá già. Coi bói. Ai coi? Trời ơi, đây. Ừ, đủ con cọp đúng không? Dữ lắm. Ai đánh bà là bà đánh lợi chứ bà không có đứng yên đâu, tôi biết mà. Nè, cái này là đường tiền nè. Là ngày nào bà cũng ra tiền, bỏ trốn rồi lấy giấy số đó, đúng không? Như lấy giấy số lẹ giật ta chạy. Ờ. Người giống, có bối gì mà kỳ quá. Không, ý tôi nói nhưng mà sắp tới đây nè, bà phải bớt cái khẩu lợi. Có nghĩa là đừng có nói chuyện nhiều với những người lạ. Bắt bướm á, nhớ không? Đó, hạn chế lại. Bà đang có một cái luồng bán ới nè. Đi vô viên hội coi mày. Đồ má coi mà nói cái má ơi thằng già. Có 10 tờ làm có bốn gì mà kỳ vậy? Ý tôi nói là mấy năm trước rồi là năm nay chưa biết tiến triển hơn. Tôi thấy cái đường nó dài hơn là bà có thể bà bán được 15 tờ. Ý là 1 tiếng á. 1 tiếng 15 tờ 10 tiếng là bà bán được 150 rồi, hiểu không? Sao mày không nói cao đun đun ngủ chậm ra bích luôn hỏi gì? Rồi. Nhắm mắt lại đi ướt đi nè, tôi thấy cho trong tay bà có cái lọc lớn lắm á nha. Nhắm mắt lại ướt đi tôi làm phép cho. Hỏi kìa. Dạ, gói cái hữu tâm của ai vậy? Ơi, coi bối kỳ quá hỏi tôi. Không phải, không coi là không có 200 đó. Tôi coi cho bà, tôi chưa từng thấy cái vụ mà coi bói nào mà thầy bói phải đưa gộp tiền cho con cái con coi bói. Trời ơi, đừng chập ấy, chập vô à, đem vô chợ. Trời ơi, cái gì mà coi. Con không nghe rõ. Tao bữa hết rồi, có về nuôi chưa? Vừa, bữa có nuôi bạn không hết chưa? Động quần muốn chết luôn rồi đó. Rồi, đừng có chửi thầy bói. Thầy. Thầy đừng quay anh răng quốc nha. Trời ơi. Mày mà tôi. Mới vừa ngồi có gây lộn với đứa nào khác giới. Là mày á. Khác giới là đâu có em ngay tại đây đâu. Trời ơi là trời. Nãy nói sao? Nói gì? Thẩu mà mày chọc giận lên. Muốn có tài không? Muốn ai luôn, lụng má cái chiều cấu cái lậu da cấu luôn á. Tôi chở mày về. Ôi, tao sợ mày lắm rồi. Tôi chạy đâu có qua ai đâu mà thấy không? Tôi chạy không có thua ai, tôi chạy 100 cây số một giờ mà thấy không? Giờ anh giờ tao vô cấp cứu chạy dậy luôn. Trời ơi, tôi chạy đâu có bỏ mặt ai đâu mà sợ. Nãy có người rước mà về. Bàn tay bà sướng lắm á nha. Thì bàn tay nào không phải bàn tay khổ đâu, tự bà làm khổ bà. Bà để ý nè, bà nghe lời tôi, về nhà bà không ăn là bà đói. Bà ăn là bà thấy bà no, thấy cái đường chiếc tay bà dài lắm. Đói ăn no, bà nói chuyện lộn mày. Con ăn mày đói, tao chết, tao không đi nổi. Bà không hiểu ý tôi hả? Đây đưa tay đây nè, cái đường nè. Cái đường này là nữ ăn ít nè, là buổi tối bà hay đói bụng lắm. Mà bà ăn vô là bà thấy no, bà không ăn là bà thấy cảm thấy bà đói. Đâu có ai giống như bà đâu. Bà hiểu ý tôi nói không? Những con mana canh để yên, nó không ăn, nó không chết, nó đi hoài luôn. Bà để ý tôi nói chúng con không? Còn sống mà canh chết đâu, đâu. Không phải tôi nói mấy con mana canh á. Mana canh là mai gì? Ý là mấy con mà bự quần áo mà đứng như nè. Con người đâu có ăn đâu, nó vẫn sống bình thường mà nó mở mắt ra chá không? Không phụ. Chúc nhắn tin cho nó nha. Cái đường tình bà nhiều lắm, nó bị rẽ nhiều nơi nè. Có nghĩa là bà quen nhiều thằng lắm, bà quen giấu. Bà phải chia tay bớt đi. Nếu không chia tay bớt mấy này đi, bà quen mấy người lớn tuổi. Tại vì sao? Những người trẻ không có lo cuộc sống ổn định cho bà. Hai cái người lớn tuổi đang trông chờ bà lắm á. Là ông bảo vệ với ông xe ôm. Mày sao mày cũng giả chức ngồi dưới lớn á. Mày giả xe ôm, đụng má. Ý là cái đường tình, cái đường tài thấy. Có cái đường chứ gì gia đạo. Ý có kia mày giả người là khang khang, chú mày giả gì đâu mà nghe ôm. Từ đầu chưa có điển nha. Ý là chỉ tay mày chưa có. Nè, có một ông giám đốc này nha. Ông này tên Võ gì đó. Võ Văn Tòng. Gần đúng rồi. Lý Phan thì Kim Liên. Gần đúng. Gán lên một chữ nữa thôi. Võ Thành Công lấy Hoàng Quang kia đi. Đúng rồi. Cái này lấy không? Biết gì không? Võ Mỹ Nương. Nghĩ là cuộc đời mình còn gặp cái người mà tên Võ. Không, gọi cái người cho Mỹ Nương. Má kêu Tâm Nương luôn rồi, giờ mình đi bắt ra đi. Không phải là cái đường chỉ tay ra đưa coi mà có ai hiện ra. Có đè. Có đè, cùi ác quá trời. Không có quay nha. Đừng có quay, trời ơi, gì vậy? Quay hoài vô. Quay hoài lấy cái gì có clip cho ta coi quay hoài. Thế là đừng có quay nữa, hiểu không? Đồ có muốn đùa với ta mà cứ quay hoài. Mẹ hồ bơi. Cuộc đời của bà lông bông leo beo lắm. Không có ngày nào mà ở nhà đó, đúng không?
mà đi hoài, cái thời gian mà ở nhà ít lắm mà đi hoài luôn á nè, thấy không, cái đường chỉ tay cầm chung luôn á, chỉ chân nè, có nghĩa là bà đi tay có chân cẩm luôn á, ý là hiện cái bàn chân mình đi á nè, bà đi vòng vận đạo có đi không, Nguyễn Tiểu La có đi không, đúng không nè, chợ Hồ Đi Kỷ là cái đường về nhà bà nè, đây là ngôi nhà của bà đang ở, nhà kế bên là nhà của hàng xóm của mấy của bà, mà chưa có tiền mua đâu. Từ từ tôi biết mà, đừng có ai nghe hết. Là cái đường này là bọc đường hẻm nè, đường này bà về tắt nè, bà đi đường này về chợ Bông Lẹ. Em mốt bỏ đi mà đi đường này nè, hiểu không? Không, về nhà lẹ. Bà đi đường này nó bị dướng cái ngã ba, dướng cái bụng binh bà khó vô lắm. Ê nha, bàn tay bà cho thấy nè, bà mắc tiểu rồi bà phải đi nha. Ta đáy mà đừng có. Ý là tôi á, ý là nói đó. Ủa đáy vô trời ơi, thằng lộn giọt mắc tiểu teo mà. Chó đẻ nó đang đáy bị giọt vậy. Chạy không kịp luôn á. Bà chuẩn bị dư lắm á nha. Nhà bà dư lắm á, chuẩn bị có cái hồ bơi á. Nhưng mà bà phải ướt. Bà phải ướt cái hồ bơi nó mới giữ cho bà hoài luôn. Cái hòm. Ê, nó bậy bà. Ý là cái hồ bơi á, cái villa bự, cái nhà rộng á, hiểu không? Má, con nghe con có chuyên gia chưa vô cái hồ bơi. Nhưng mà bà xây được hồ bơi cho cháu bà. Ý là người ta cố á, trúng số á. Nhiều khi trời xui đất xui cho bà trúng sao? Má chưa hết đi bán chùi ta đùi tôi chết tụi. Má với cháu rồi nó nhúng nước mình lăn lờ. Chưa vô cho bông mấy đỉnh mấy điểm. Lưng bắn bông quắc lại, lên mạng đầu tiên. Hỏi gì? Thấy bà không? Bà bưng bún ếp ai gà. Thầy bán trốn chị vậy. Bán ngày 10 tờ cho đủ trống trụ chích. Đưa tay lên. Mắc dài rồi. Nhưng mà tôi thấy bà còn tài nữa. Mới mua cái xôi. Nè, cuộc đời của bà còn dài lắm. Da anh chỗ ta có bối mà cái gì vậy? Trời ơi, có bối thì ai giật vậy mà. Cháu hồn. Ý là kêu đi á, nè đây nè. Dông ngầu là eo dữ vậy. Bên chỗ cây bông á. Kêu con chó nó vô. Trời ơi, có bối mà con chó đi vô bông là gì? Ý là đừng có giật. Nói đủ mát câu gì kỳ quá à. Ý là con chó nó ngồi đó, nó kêu nó vô nhà. Để tôi dễ coi, bà hiểu không? Lát hết giờ ba. Cuộc đời của bà lông lên lắm. Do hả? Ê nha, không tắm nha. Cụ má mày ngày nào cũng tắm mày hỏi vậy. Ngày nào cũng tắm nó bệnh nữa bà. Con. Bàn tay bà là bàn tay phước đức. Bà phải làm thiện, bà giống như là bà khổ không? Bà phải giúp người khác rồi bà mới giàu nổi. Cái này là bà keo kiệt á, thấy không? Bà ăn bổ mì bà ăn hết rồi bà không cho mấy người xung quanh, không cho mấy người bán ăn nữa hổ. Nó bán cho cậu bạn lấy tiền cho nó ăn. Ý là mình ngu quá vậy. Ý là mình giúp người á. Giúp người kỳ vậy, ba bán bánh mì ba chào chết mẹ cũng giúp bà. Ý là không có ăn mày kỳ vậy. Ý là mua một ổ mình ăn nữa ổ, mình còn nữa ổ mình mời cái người bán bánh mì lại. Hôm qua mày mã ăn cả cho ôm đắt lắm á Diễm. Diễm nào, Diễm này nè. Má nó tiền tiền còn. Nè, đường chỉ tay thấy nè. Gặp người ta không có cười, người ta sợ ma nè, thấy không? Nó hiện như cái hình ma nè, ta sợ á, cái mặt dữ hung á, mặt bà là hung thần, có nghĩa là hồi xưa có coi phim Na Cha đúng không? Ủa? Vậy là có coi phim Tạc Găng không? Thôi má, coi ba cái gì đâu, cũng tụng tàu giống mấy đứa đó à. Không, ý tôi nói cái bàn tay hiện lên á, nó hiện lên. Tôi có mấy giờ tao đi bán, thằng quẻ cái lầu ra lắm. Ý là một quẻ nó nhiều lắm, còn hai món nữa à, còn hai cái gì quẻ nữa à. Nó coi tuổi gì trọn đời mà. Trọn đời mà, 200.000 tôi tối một lại bà mà. Hồi xuống giờ tôi coi bói chưa có lần nào mà chúng như là bà coi bói là bà phải đưa tiền cho tôi. Nhưng mà tôi coi bói cho bà, tôi phải ối ruột lại tiền cho bà giống là cha, là mẹ. Bà giống như là mẹ. Lẽ ta lại gì là vợ. Rời quá má ơi. Bóp, hãy nói sao. Tại đi đủ má mày câu giờ hoài. Đủ má mày câu tao đi bộ chết mẹ luôn á. Chú ngồi chở lì về. Thôi mày chở vô kia hả? Chú đâu? Thôi chở mày á. Bà má, con đâu có bán đâu má, giật rồi. Đập chung đi nè. Cái quẻ nó đi hết nè. Câu bối mày chửi cho đó. Chậm sao vậy? Hai nhà chú cáo mua bánh cũng đi. Nè, quẻ cho thấy là phải phun tiêu chân mày. Trời ơi, con coi được không? Con nít người ta mà bà cũng hù nữa. Sau này tao không ra tao. Từ từ nha. Đau không?
đau đúng không? Tại bấm á, không bấm mà nó không đau. Tại dùng á, mày bấm ra phải đau. Phụ má mày coi bối gì mà cày quá. Cái da bà khác người ta, bà bấm vô cái mày đau, bà không bấm cái mày không đau, bà thấy mày lạ hơn tao. Trời ơi, đụng má, mày đưa tao ngắt cặt mày ơi đâu. Trời ơi, mày bấm cái mày nói đau là cái gì. Ghê quá, cái miệng của bà thì kêu lại bớt cái... Bớt cái khẩu lại đưa đây, tôi bánh mì lên nhà lẹ lên, tôi coi bánh mì nữa, tôi coi nhiều lắm. Không phải con mình bà không đâu má. Đưa cái bàn tay bà ra, cái cuộc đời ngắn quá vậy. Đã Minh Tiến rồi gặp bà nữa. Tao có một cái nóc mà ngắn, nó dài. Nó nghe nè, hồi xưa bà cao lắm á. Cao què luôn, từ nhỏ lớn hồi kia rồi. Sao què nó thấy cho cao vậy ta? Gia đình bà có ai cao không? Mẹ tôi lộn, đợi lộn nhà hàng xóm quên bên đó. Góc mía nhà bà. Trời ơi, đụng mát câu bối mà lộn góc mía. Trời ơi, bối gì mà kỳ quá, có góc mía trong đó. Góc mía, cơ kỳ đà con cháu. Trời ơi, câu bối này đụng quá, nhập kỳ quá. Lộn gió bay. Dịch. Đừng quay vô, mấy bà quay hoài. Mày quay, quay đâu, nó nhắn tin với chồng nó mà quay hoài. Đã bán, nó mắc cỡ, chết, quay gì má. Bà ai đẹp, tôi hả? Cảm ơn. Đi. Con đi nè bà. Đi. Tao tưởng bắt ăn tôi má ơi. Tôi lại đi, tôi đi bà. Còn hay, tôi còn hỏi, bà là người coi. Phải người coi trong phú không? Nó khải rồi, ra luôn nó đẹp hơn. Đem chị đi. Ờ. Mắt đái quá đẹp. Hoài vậy. Gì mà mắt đái hoài vậy? Mẹ không có mắt đái mà mẹ không chờ. Trời ơi, ngồi đi, ngồi cái gì mắt đái hoài vậy?